Xin chào các anh em ha. Thì ở đây là mình lên hàng nè, coi như là ngày nào mình cũng lên đơn như đơn hàng nè. Đó, bữa nay cũng được bốn mấy đơn ha. Thì nói chung tên đơn hàng cho anh em rất là nhiều. Bên đây nữa, tại hai đơn vị vận chuyển anh em đó. Thì hàng mình đưa bên mình nó giao là rất nhanh nha anh em. Mình chuyên cấp phụ kiện cô gái gà gừng, rồi phụ kiện săn bắt các đủ loại ha, phụ kiện câu cá này đó, đủ thứ. Thì anh em cần thì anh em liên hệ ha, phụ kiện gì săn bắt này nọ, săn bắn này nọ ấy rồi cũng có ha. Đó, mình anh bẫy thép nha anh em. Anh em xài phụ kiện với mình đã biết rồi đó. Thì hàng mình giao lúc nào cũng nhanh hết cho anh em. Mình sẽ cố gắng giao, nói chung là ngày nào mình cũng đóng hàng hết, hàng đi liên tục nha anh em, hàng đi liên tục, không có để qua ngày, 2 ngày, 3 ngày gì hết ha anh em. Đó, cái khi rồi cảm ơn anh em đã từ thời gian đã qua để tin tưởng và ủng hộ nha. Rồi có gì tiếp tục thì anh em cứ alo mình nha, có mua phụ kiện gì cứ alo mình, số điện thoại ở dưới để dưới màn hình anh em cần gì alo nha. Về nội dung clip mình sẽ để vô một số mặt hàng mình đang bán trong clip, nội dung này anh em cứ alo vô lấy nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.